Vị trí này thì dân cư thì cũng có ha. Đó, và đa số cái đây thì cái vị trí này thì đa số xung quanh là có nhà nghỉ khách sạn cũng tương đối là nhiều anh chị ha, và homestay nghỉ dưỡng rất là nhiều. À, tại vì gần đây ha, gần đây có một cái tuyến đường quy hoạch sẽ thông ra tới bãi tắm Bông Trang ha, biển bãi tắm Bông Công, công cộng Bông Trang. Thì nếu mà tuyến đường đó mở xong thì từ vị trí bông sạn mình đi xuống biển cũng tương đối là gần khoảng 6 cây số thôi anh chị ha. Đó nên là mình sẽ đón đầu về cái ngành du lịch ở đây luôn. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản, em là Điền đây. À, cũng khá là lâu rồi em Điền chưa có lên video clip giới thiệu bất động sản giá rẻ tới cô chú chị mình ha. Thì trước khi giới thiệu tới cái bất động sản này thì em Điền cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú chị mình có thật là nhiều sức khỏe và làm ăn luôn được suôn sẻ ha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đó thì trục đường em Điền đang đứng đây là trục đường quốc lộ 55 cũ ha. Và trục này là trục chính mà cô chú chị từ Sài Gòn, Đồng Nai là di chuyển về Bình Châu anh chị ha, về Biển Châu, biển Bình Châu đó, là tất cả đa số đều di chuyển bằng tuyến đường này ha. Và tuyến đường này thì cái lưu lượng xe giao thông di chuyển thì rất là nhiều. Đó. Thì hướng trước mặt cô chú chị mình đây ha là cái hướng mình đi đường Bình Ba Đá Bạc ha, và cũng như đi Châu Đức và đi được thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đó, đi tuyến này ha, đi và đi được cảng Cái Mép Phú Mỹ luôn ha. Đó. Và hướng ngược lại thì mình đi khoảng là chưa tới một cây số là mình sẽ giao với lại đường quốc lộ 55. Đó, quốc lộ 55 đó thì mình rẽ trái mình sẽ đi được biển Bình Châu này và cũng như là đi được Bình Thuận. Đó, tuyến đường quốc lộ 55 thì đi liên tỉnh rồi. Đó. Và hướng ngược lại, hướng bên tay phải thì mình đi được cũng đi được thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, cũng như là cùng hướng là đi trung tâm huyện Xuyên Mộc mình luôn ha. Đó, từ đây mà cách ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu thì khoảng đâu đó là chưa tới 10 cây số ha, khoảng 8-9 cây gì đó. Cũng tương đối là gần. Đó, vị trí này thì dân cư thì cũng có ha. Đó, và đa số cái đây thì cái vị trí này thì đa số xung quanh là có nhà nghỉ khách sạn cũng tương đối là nhiều anh chị ha, và homestay nghỉ dưỡng rất là nhiều. Tại vì gần đây ha, gần đây có một cái tuyến đường quy hoạch sẽ thông ra tới bãi tắm Bông Trang ha, biển công cộng Bông Trang. Thì nếu mà tuyến đường đó mở xong thì từ vị trí bông sạn mình đi xuống biển cũng tương đối là gần khoảng 6 cây số thôi anh chị ha. Đó nên là mình sẽ đón đầu về cái ngành du lịch ở đây luôn. Rồi bây giờ em đi sẽ quay lại vấn đề chính ha. Và em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản nằm ngay vị trí này. Em đi sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản và báo giá luôn trước cho cô chú chị mình ha. Đó. Thì bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 20. Đây, bất động sản mình đây ha. Đó, từ mép rào này qua tới cọc đây. Nói chung là bất động sản mình là có rào trụ sẵn rồi ha, tranh mốc rõ ràng. Và sâu là 71 mét, tổng diện tích là 1.371 mét vuông ha. Đó. Và giá bán thì giá bán rất là rẻ anh chị, khoảng là chưa tới 4 triệu một mét vuông, khoảng là 3 triệu 6 một mét vuông thôi anh chị. Tổng bất động sản mình giá trị là 5 tỷ. Đó, 5 tỷ tổng bất động sản mình mà hơn 1.300 mét vuông. Đó. Mặt tiền đường lớn mà diện tích lớn nữa ha. Đó. Như cái lô kế bên đây là chưa tới 1.000 mét vuông mà đang rao bán là 1.5 tỷ tư rồi, ở giá tương đối là chưa chưa cần tiền lắm. Còn bất động sản mình thì thực sự là gia chủ mình đang kẹt tiền ha. Đó nên là bán giá này, chứ giá thị trường như những lô kế bên, là lô kế bên như lô kế bên này ngang là chỉ có 15 mét thôi. Đó. Và sâu cũng không sâu bằng đất mình nữa mà đã bán là 5 tỷ tư rồi. Đó, và bất động sản mình thì hơn 1.300 mét vuông. Hơn 1.300 mét vuông mà bán có 5 tỷ, giá cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. Và bất động sản mình đang có hướng là hướng Tây Nam anh chị ha. Hướng đón gió và cũng là hướng ra biển đó. Từ đây mà ra biển theo đường đường trường đường bình thường á, đường mình bình thường mình đi gần biển nhất là biển
Hồ Tràm ha, khoảng đâu đó là 15 16 cây số thôi. Còn ra biển Bưng Rền cũng vậy ha. Đó. Và tương lai thì em đi cũng nói đó, có tuyến đường mở quy hoạch thì nó sẽ xuống biển gần hơn, khoảng 6 cây số thôi. Đó. Đó, và cái bất động sản mà em đi giới thiệu tới đây thì thực sự là rất thích hợp cho cô chú chị mình làm khách sạn nghỉ dưỡng hay là nhà hàng ha. Và đặc biệt nữa, nếu mà cô chú chị mình mà có nhu cầu làm kho xưởng á, thì cũng rất là thích hợp, tại vì mình đang nằm trên đường chính này, nên là về vấn đề mà giao thông đi qua lại này kia rất là thuận tiện ha. Đường này thì xe lớn chạy vi vu đó, và diện tích bất động sản mình cũng tương đối là được đó, làm kho xưởng là rất là thích hợp luôn ha. Đó, và chưa tới nói tới là làm khách sạn nghỉ dưỡng vân vân. Thì bất động sản mình thì đang có quy hoạch là đất ở tại nông thôn full ha. Nói chung là đất ở nông thôn thì phủ hồng toàn bộ, cô chú chị mình có thể là lên thêm thổ cư lên hết đất cũng được ha, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của cô chú chị mình ha. Đó. Hiện tại bất động sản mình thì chưa có thổ cư, nhưng mà mình lên thổ cư khi nào cũng được anh chị ha. Đó. Đây. Cái tuyến đường này là tuyến đường dường như là cũng gần chính rồi ha. Như dân ở đây thì muốn di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi Đồng Nai nữa, hay là đi lên thành phố Bà Rịa, đa số đi đường này anh chị ha. Đó. Đi khoảng chỗ này mà đi khoảng chưa tới 2 cây số nữa là mình đi gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc, là gặp ngay chợ và trường học và ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc luôn ha, trường học các cấp vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì đầy đủ rồi. Chỗ này thì này cô chú chị có thể thấy à, điện 3 pha thì đi ngang qua đất nha, và điện 220V. Đất mình thì dường như là cao hơn đường luôn chị ha, cao ráo bằng phẳng ha. Và cái chất đất ở đây cũng rất là tốt này đó, cô chú chị có thể thấy này, cây cối cỏ mọc rất là ẩm tầm ha. Đó, giá bán 5 tỷ rất là rẻ. Rồi em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi hết video clip của em Điền. Em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Nếu mà cô chú ưa thích bất động sản này thì liên hệ em Điền, em đi sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này, và thậm chí nữa mình muốn mua nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip sau. Xin chào ạ.